Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sang một cái hệ phương trình gọi là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Ở những cái video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là hệ phương trình tuyến tính tổng quát này, hệ có dạng Gamma này, đó. Thì hệ có dạng Gamma thì ta sẽ sử dụng các cách làm như thế nào này. Đấy, hệ tuyến tính tổng quát thì sẽ dùng cách làm dùng Gauss-Jordan đấy. Thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất đấy, thì xem cái hệ phương trình này thì nó có gì khác các hệ phương trình kia không đó. Thì những cái video của mình ấy, thì các bạn có thể lên YouTube gõ cái ở cái thanh tìm kiếm, các bạn chỉ cần gõ là chữ xe tài liệu NUT này đó thì nó sẽ ra kênh của mình, và các bạn có thể vào cái danh sách phát này. Đấy, danh phát thì vào cái đại số tuyến tính ở đây các bạn nhá, đấy này, ở cái phần môn đại cương này. Đấy, các bạn có thể vào đại số tuyến tính, thì những cái video mình up theo lần lượt theo thứ tự thì mình sẽ up ở trong này. Đấy, các bạn đừng quên là đăng ký kênh và bấm chuông đăng ký này. Đấy, để những cái video mới mình đăng thì các bạn sẽ được thông báo và không bỏ lỡ những video mới nhá. Và mình cũng có tạo một cái fanpage thì các bạn có thể đăng nhập vào đây, đăng nhập vào Facebook, các bạn có thể vào đây lại cho mình một like page và một theo dõi page để khi mà mình share những cái tài liệu hay ho đấy ở trong này thì các bạn sẽ nhận được nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào video bài giảng ngày hôm nay này. À, thì vậy cái hệ phương trình tuyến tính tổng quát đó thì nó sẽ có dạng là cũng có dạng là dạng tổng quát và dạng là thứ hai là dạng ma trận các bạn nhé. Thì dạng tổng quát thì nó cũng giống hệ phương trình tuyến tính bình thường, nó cũng có là gồm m phương trình và n ẩn số, được chưa? Đấy, thì nó chỉ khác là ở các bạn nhìn vế phải của các phương trình này, các hệ số á, nó đều bằng không hết, đúng không ạ? Đấy, nó đều bằng không hết nên nó chỉ khác ở cái đấy thôi. Đấy, còn dạng ma trận của nó vẫn là a nhân x này, a nhân x của nó bằng không này. Đấy, còn ở dạng hệ phương trình tổng quát này này, Gamma thì a nhân x nó sẽ bằng b. Đó, thì từ những cái dạng tổng quát này và dạng ma trận này thì ta có đi vào cái nhận xét đó là đây, nhận xét đây là khác với hệ tổng quát đó. Khác với hệ tổng quát, được chưa? Thì cái hệ phương trình tổng quát đi thì nó có thể là có nghiệm hoặc là vô nghiệm. Có nghiệm thì có thể là có vô số nghiệm hoặc là có một nghiệm duy nhất, được chưa? Đấy, thì khác với hệ tổng quát là như thế. Thì cái hệ thứ nhất này này, đấy, nó luôn có ít nhất là một nghiệm. Đấy, luôn có ít nhất là một nghiệm, đó là nghiệm x bằng không. Đấy, thì ta cái gọi nghiệm x bằng không là nghiệm nghiệm tầm thường, được chưa? Nó là cái nghiệm tầm thường. Đấy, nghiệm tầm thường. Đó, thì vấn đề đặt ra ở đây là nghiệm x bằng không thì gọi là nghiệm tầm thường rồi. Thì bây giờ ta cần phải quan tâm xem là ngoài cái nghiệm x bằng không ra thì còn có các nghiệm khác hay không, được chưa? Thì những cái nghiệm khác x bằng không ấy thì người ta gọi đó là nghiệm nghiệm không tầm thường. nghe tầm thường không tầm thường nghe nó hơi hơi buồn cười xíu. Đấy, rồi tiếp này, vì hệ phương trình tuyến tính thuần nhất cũng là hệ phương trình tuyến tính tổng quát ạ, nó thuộc cái dạng hệ phương trình tuyến tính, được chưa? Thì mình có thể áp dụng giải bằng phương pháp Gauss. Đó, mình có thể giải bằng phương pháp Gauss. Đó, đấy, nhưng mà là do cái cột tự do này này, cột tự do vế phải phương trình này b này bằng không này, đấy, do b bằng không này, đấy, được chưa? Thì không cần đặt ma trận mở rộng, đây, do b bằng không nên không cần đặt ma trận mở rộng, ma trận mở rộng là a ngang bằng với vế trái này là ma trận hệ số, còn vế phải là ma trận cột tự do, đấy, nên đấy, không cần đặt ma trận mở rộng mà chỉ cần dùng các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận hệ số A. Đấy,
Thì ở cái hệ thống nhất này thì ta cũng có một số dạng bài toán về biện luận các bạn nhé. Thì các bạn cần chú ý cho mình là những cái màu đỏ này, các bạn phải chú ý, đặc biệt chú ý này đấy, để mình đi bệnh biện luận đấy. Thì biện luận thì do cái hệ tính đến tổng à, do cái hệ thuần nhất này này đấy, thì nó có ít nhất là một nghiệm, được chưa, ít nhất là một nghiệm x bằng không, đúng không đấy, khái niệm này này, ít nhất có một nghiệm x bằng không, thì suy ra là nó sẽ không không có trường hợp là vô nghiệm như như trường hợp tuyến tính tổng quát đó. Nên mình chỉ quan tâm đến trường hợp là hệ hệ có nghiệm và hệ có nghiệm vô số nghiệm. Thì trường hợp là hệ có nghiệm á, trường hợp là hệ có nghiệm á, thì nghiệm ấy gọi là nghiệm tầm thường, được chưa? Thì hệ có nghiệm tầm thường khi nào? Hệ có nghiệm tầm thường khi mà hạng của A bằng với số ẩn của hệ phương trình, thì hệ có nghiệm tầm thường duy nhất, được chưa? Hoặc là mình cũng có thể áp dụng cách là đối với cái ma trận vuông các bạn ạ, đối với cái ma trận vuông này này, đặc biệt chú ý nhé, chỉ áp dụng với ma trận vuông thôi ạ, là ma trận có định thức khác không thì hệ có nghiệm tầm thường duy nhất, được chưa ạ? Rồi đây là xét trường hợp là hệ có nghiệm tầm thường. Thì bây giờ là hệ có vô số nghiệm là không tầm thường đó, thì khi nào? Thì khi mà hạng của A mà bé hơn số ẩn hệ phương trình thì hệ có vô số nghiệm không tầm thường, được chưa? Hoặc là với trường hợp là A vuông đó, chú ý chỉ trường hợp A vuông thì mới dùng định thức thôi các bạn nha. Thì ma trận có định thức bằng không thì hệ có vô số nghiệm không tầm thường, được chưa? Sau đây là mình sẽ đi vào ví dụ này. Ví dụ là nó cho mình là tìm M để hệ phương trình có nghiệm không tầm thường đấy. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cách nhé. Cách một này, cách một sử dụng phép biến đổi sơ cấp, còn cách hai này là sử dụng là định thức delta này, bởi vì đây là ma trận này là ma trận cỡ 3 x 3 mà ma trận vuông, được sử dụng delta, được chưa? Thì cách một này thì đầu tiên là ta không cần phải, ta chỉ cần lập ma trận A này, không cần phải lập ma trận mở rộng này đấy, thì A sẽ bằng là ma trận hệ số này đấy, 1 - 2 - 1 viết số này, lần lượt từ trên xuống dưới này, từ trái qua phải này, 2 - 1 - 3 này, 2 - 1 - 3 này, -1 - 1 m này đó. Thì đây là đường trục chính, được chưa? Thì bây giờ mục tiêu của mình là phải biến đổi hai thằng này về không dựa vào cái hàng hàng một, hàng 2, hàng 3 dựa theo hàng 1 đó. Thì hàng 2 thì sẽ bằng lấy 2 trên 1 này, là được 2 đổi đảo dấu á, thì sẽ có là H2 thì sẽ bằng là H2 chứ 2 1, cái này quen quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Còn -1 - 1 là được -1 đảo dấu là 1, thì ta có là H3 bằng H3 cộng với H1 đấy, ta biến đổi được hai thằng này với không, còn những phần tử này nó sẽ được biến đổi theo này đấy. Hai này, thằng hai mới bằng hai cũng là 2 - 2 - 1 là được, được không? -1 - 2 - 2 được 3, 3 - 2 - 1 là được 1. Tương tự hàng 3 sẽ bằng hàng 3 của hàng hàng 1, -1 - 1 là được 0, -1 - 2 là được -3, m - 1 m + 1 là được đấy, được chưa? Đấy, tiếp tục là ta sẽ phải biến đổi là cái phần tử này là về về không này, được chưa? Đấy, thì thằng này thuộc hàng 3 thì ta phải dựa vào hàng hàng số 2 ở bên trên đấy, thì -3 chia cho 3 là được -1 đảo dấu là cộng cộng 1, thì ta có là H3 bằng H3 cộng H2 đấy, thì chỗ này sẽ về không này đấy. Thì bây giờ mình lập luận là hệ phương trình có nghiệm không tầm thường. Đây, hệ phương trình có nghiệm không tầm thường. Đấy, hệ phương trình có nghiệm không tầm thường khi khi nào các bạn nhỉ? Khi mà hạng của A phải bé hơn số ẩn hệ phương trình, đúng không ạ? Thì hạng hạng của A là hạng là số hàng khác không của cái ma trận ấy, đúng không?
ma trận bậc thang, các bạn này nhìn ma trận bậc thang này thì các bạn có đếm đếm số dòng khác không, thì ta dễ ra nhận biết là cái hàng một này là khác không là cái chắc rồi, hàng hai nó khác không rồi, được chưa? Thì bây giờ mình phải hàng ba này này, hàng ba này bây giờ nó muốn hạng của cái ma trận này này nó phải bé hơn số ẩn nó ba đúng không? Có nghĩa là muốn bây giờ mong muốn của ta là cái hạng hạng này phải bằng bằng hai đúng không ạ? Hạng này phải bằng hai thì ta phải cho cái thằng m cộng 2 này nó bằng 0, được chưa? Thì có một hàng này bằng 0 hết này thì ta loại bỏ hàng đi nên chỉ hạng bằng 2 thôi đúng không ạ? Thì ta cho m cộng 2 bằng 0 thì tương đương là có m bằng trừ 2, được chưa? Đấy, đây là cách số 1. Còn cách số 2 là dùng định thức. Thì ta đi tính định thức SA thôi các bạn ạ. Tính SA bình thường thôi thì áp dụng quy tắc tam giác. Đấy. Như này. 1 nhân trừ 1 nhân m là được trừ m. Đấy, song song với đường trục chính này. Đấy, xong rồi nhà chính này. Đấy. Trừ trừ 2 nhân 3 nhân trừ 1 là bằng trừ trừ 6 nhân với trừ 1 là cộng 6, viết cộng 6 đây, được chưa? 2 nhân trừ 1 nhân với 1 là được trừ 2, viết trừ 2 đây. Đấy, không tiếp tục là trừ. Các phần tử trên được cháu phụ trừ 1 nhân trừ 1 nhân 1 là được 1, viết đây, được chưa? Tiếp. Trừ 1 nhân 3 là trừ 3 nhân với 1 vẫn là trừ 3, thì ta có là trừ 3 ở đây, được chưa? 2 nhân trừ 2 là trừ 4 nhân với m là trừ 4m, ta viết trừ 4m ở đây, được chưa? Thì phá ngoặc ra kết quả được 3m cộng 6. Thì bây giờ để hệ vi sinh có nghiệm tầm thường thì ta có cái này này, tết a bằng 0 này đấy, thì tương đương với tết a bằng 0 nghĩa là 3m cộng 6 này bằng 0, đúng chưa? Thì 3m cộng 6 bằng 0 thì ta có m bằng trừ 2. Đấy. Đấy thì cái hệ phương trình hệ thứ nhất này thì nó chỉ có dạng như thế thôi, thì các bạn cứ áp dụng như cái mình bôi đỏ ở đây này. Đấy, các bạn cứ áp dụng biện luận. Đấy, nó đơn giản thôi nhá. Rồi. Đấy thì video sau thì mình sẽ sang trong chương tiếp theo là không gian vector nhé. Thì rồi ở đây thì mình rất cảm ơn những bạn nào đã theo dõi những cái video mình làm từ bắt đầu từ cái bài ma trận đến đến cái bài này là cái bài này có thể là bài kết thúc ma trận đó, thì mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình để mình có thể làm ra thêm được nhiều clip mới hơn. Đấy, các bạn xem video này thấy hay thì hãy like đăng ký kênh và chia sẻ tới bạn bè để ủng hộ mình nhé. Ok, mình cảm ơn các bạn rất nhiều.